Đây là đài truyền thanh huyện Long Mỹ. Đây là đài truyền thanh huyện Long Mỹ, phát trên sóng FM tần số 97,7 MHz. Tết đến là phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo chứ có gì mà vui vậy bờ. Chồng yên tâm, từ nay không phải lo việc giặt phơi mà quần áo lúc nào cũng sẽ như mới thôi. Điện máy xanh đang có chương trình mua máy giặt Electrolux công nghệ AutoDos, tự cân chỉnh lượng nước giặt giúp quần áo bền hơn. Chưa hết, mua máy giặt còn được tặng ngay máy sấy trị giá gần 10 triệu đồng đó. Vậy là mua một được hai hả vợ? Triển ngay nha. Ok la chồng. Từ đây đến 10 tháng 2 2021, mua sản phẩm Electrolux từ 10 triệu đồng trở lên tại Điện máy xanh còn được lì xì thêm đến 1 triệu đồng. Tết đến rồi. Tết đến là phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo chứ có gì mà vui vậy vợ. Chồng yên tâm, từ nay không phải lo việc giặt phơi mà quần áo lúc nào cũng sẽ như mới thôi. Điện máy xanh đang có chương trình mua máy giặt Electrolux công nghệ AutoDos, tự cân chỉnh lượng nước giặt giúp quần áo bền hơn. Chưa hết, mua máy giặt còn được tặng ngay máy sấy trị giá gần 10 triệu đồng đó. Vậy là mua một được hai hả vợ? Triển ngay nha. Ok la chồng. Từ đây đến 10 tháng 2 2021, mua sản phẩm Electrolux từ 10 triệu đồng trở lên tại Điện máy xanh còn được lì xì thêm đến 1 triệu đồng. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự tổng hợp 5 giờ sáng ngày thứ Tư 13 tháng 1 năm 2021 của Đài truyền thanh huyện Long Mỹ. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.